Hello, xin kính chào anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử vật chất của mình. Thì anh em cần sửa mạch loa kéo thì anh em liên hệ cái số Zalo này nha. Mình sẽ tư vấn cho anh em. Rồi thì mình chỉ nhận sửa thôi nha anh em. Giờ mình hướng dẫn trên YouTube như thế này ha. Những cái ban mình chia sẻ thì anh em nào làm được thì làm ha, chứ mình không có nhận mà chỉ online trực tiếp nha anh em. Đấy, nó vấn đề đó nó rất là khó phiền phức ha. Rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em ha, sửa một cái mạch công suất như này. Mạch này dạng đời mới nha anh em. Thì anh em thấy này, vị trí linh kiện nó sẽ khác ha, và cái phần mà ghim áp nguồn bias cho cái con IC công suất á, là nó sẽ sử dụng cái con này là M2783 gì đó, nhìn lại xin lỗi anh em, LC2783 nha. Rồi thì cái con này thì nó khá là đắt, 245.000 một con đó. Thì cái này mình nhìn tình trạng là mình thấy con IC công suất này nó còn mát ha, nó không có gì mà nguồn mất khả năng là chết cái nguồn này ha, và có thể chết luôn cái phần công suất. Cái này mình nghĩ là có vọt vạch gì rồi ha, thay đổi gì ha, này thay đổi như trên những trên thay đổi mấy con trụ hình như là không còn ghim nữa, này chắc cũng nâng cấp gì nè ha. Đấy, mình nghĩ là vậy ha, còn có hay không thì không biết ha. Mình nhìn trên con mắt con phương diện của một người thợ ha. Thì đây thấy nó có cháy nè, cháy nam đen cái con như này anh em thấy không nè. Đấy ha, thì cháy con này khả năng này, con này khả năng to cao lắm nha anh em ha, khả năng chích queo do nó chạy cái phần xung á, nó chạy dao động xung nên là nó cũng dễ đi lắm nha anh em ha. Nhưng mà mấy cái phần công suất thì mình có hướng dẫn rồi, mấy cái này mình không có làm nữa. Thì hôm nay trên cái mạch này sẽ có rất là nhiều ban bện, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái ban bện mà nó không đóng mở nguồn. Đấy, có nghĩa là anh em đo nguồn ga nè là nó sẽ không có cái nguồn nào cả, và nó hiển thị cùng lúc ba bóng đèn ha, ba bóng như này. Hiện tại mình đã tháo mất tụ ra ha, mình tháo ra cho nó gọn rồi. Là tháo hai con tụ ở phía này luôn ha. Đấy, nếu mà còn tụ đầy đủ, nó ghim đúng cái mức áp quy định nó của nó ha, là ở cái chỗ này nó sẽ ra ba bóng đèn ha. Nó sẽ ra ba bóng đèn luôn. Có nghĩa là anh em ghim vào đang ở chế độ không có bình, đang điện không nè, thì nó chỉ sáng hai bóng này thôi. Là nó hoạt động đúng, còn mà nó sáng cả ba bóng hay là nó so sánh sai, nó sáng ba bóng như này nè. Đấy nè, cái bằng điểm như này nè. Đấy. Rồi thì anh em sẽ khoanh vùng cho dân ở chỗ này ha. Chỗ con IC này, con này là con LM358, thì đây mình sẽ phóng to lên để anh em quan sát rõ hơn xíu ha. Cái này thì nó hơi khó một cái là bây giờ mình kiếm cái gì cao mình kê lên cho nó phóng ra thì độ phân giải của nó thấp nè, và lại mình làm video rồi vào buổi tối nữa, cho nên là nó để tạm cho mình nó quy nha anh em. Quy là có hai cái cọc bình này nguy hiểm, hai cọc gài núm nhựa lại. Rồi như này ha, cho nó dễ thấy một chút, nó gần ha, phóng lên chút đi. Rồi vậy là quan sát được tổng thể ha, sẽ quay vô đây. Rồi trong đồng hồ để như này là thấy đúng không? Đó. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em ha. Thì ở đây là cái con này, cái con 358 này nó sẽ so sánh mức điện áp ha, để đưa ra một cái phương pháp tính đúng ha. Thì ở đây cái chân 1, 2, 3 nè là một cái chân của op amp nè, chân 4 là chân mát ha, có nghĩa là chân nguồn âm đấy. Rồi 5, 6, 7 là một cái op amp, và chân 8 là chân nguồn, thì nguồn nó được nhận là 9V nè. Đấy, 9V này là anh em biết nhận từ đâu không, là từ cái nguồn lớn này luôn ha, nó sẽ qua một con điện trở cho qua con diode ở chỗ này nè, lọc một con tụ này, xong là nó ghim một con zener. Khoan, xin lỗi anh em nha, nó sẽ ghim một con zener 15V đấy, nhưng mà này
mình nhớ là dân 15V ha, nhớ lúc cái giờ mình vào mạch nhưng mà giờ có 9V thì mình đo những nguồn xung quanh này có nguồn nào 15V không. Tụ này chứ ha, đúng rồi, anh em tụ 14.8 nè, là nó đúng chuẩn ha, có nghĩa là nó sẽ có con dây nó ghim về về đâu đó đã được cái nguồn cấp là sẽ 9V ha. Rồi thì một cái mức nguồn để nuôi cho AC ha. Rồi khi mà anh em không có sử dụng điện thì anh em không có ghim điện thì cái mức nguồn nó mất ha, thì nó sẽ hiểu là anh em đang xài bình thì nó sẽ đóng qua thôi. Rồi còn đây là các mức áp so sánh nè, chân số 1 sẽ xuất cái mức cao là 8V ha, gần bằng nguồn ha. Vậy là suy ra là chân điện áp chân số 3 nó sẽ lớn hơn chân số 2. Đây chân số 3 là 2V6 nha, chân số 2 là 2V4. Chân số 3 là cái chân cộng ha, anh em lên data sheet anh em sạc con LM358 ha anh em. Chân số 3 là chân cộng nè. Chân số 2 là chân trừ. Và chân số 1 là chân ga ha. Cộng mà lớn hơn trừ thì chân số 1 sẽ ra mức cao và ngược lại ha. Chân cộng mà nhỏ hơn chân trừ thì chân số 1 sẽ ra cái mức thấp. Đây mức cao là 8V nè, là gần bằng nguồn ha. Đấy. Còn cái mức thấp sẽ là 0V. Rồi. Đây. Rồi. Là cái ngõ bên đây rồi hoạt động đúng nha, còn cái ngõ bên đây. Còn cái ngõ bên đây ha, chân số 5 là chân cộng. Nó đang 0V, nó đang ghim mát ha. Chân số 6 nó cũng 0V luôn. Rồi, tất cả đều 0V ha, như vậy là cái này nó hoạt động sai nè. Nó hoạt động sai, nó bắt buộc là phải có một cái chân nào đó ghim áp cố định để so sánh với chân còn lại ha. Đấy thì ở đây mình thấy cái chân số 6 nè, nó sẽ đi ra một cái con điện trở 224 này. Đây anh em sẽ thấy nè, cái này là anh em sẽ thấy khi chạm vào là cái ba bóng nó sẽ sáng luôn nè. Nè đấy, giờ mình buông ra nè, nó đang có đèn led, anh em không có, đang có led máy anh em không thấy, để che cái led máy lại nè, lấy chúng ta che lại ha. Dần số cho này nè, anh em thấy nó sáng không đó, đó chớp chớp ha. Đó, nè đó, như vậy với đúng cái trạng thái của nó lúc đầu nè anh em, nè là sáng ba bóng ha, nè sẽ hết ba bóng luôn. Rồi thì ở đây nó sẽ có một cái con 224 là con 220 kg. Rồi nó nối tiếp với, nó sẽ tạo thành một cái cầu phân áp ha. Cái cầu phân áp thì anh em lên mạng sọt luôn ha, này kiến thức cơ bản hết. Có khi mình nói với anh em không hiểu, anh em nói mình hướng dẫn tào lao hay, nhưng mà mấy cái kiến thức cơ bản hết rồi. Thì cái cầu phân áp này nó phân áp giữa cái con điện trở 224 là 220 kg với con 823 là con 812 kg ha. Thì một nó phân áp thì một đầu nó sẽ lên nguồn. Đây đầu lên nguồn nó nhận 14.7 ha, 14.7 là từ cái nguồn sạc chắc luôn ha. Này 14.7 và cái đầu còn lại thì nó xuống hết rồi ha. Rồi và một cái đầu ga. Đầu ga này bắt buộc nó phải có một cái mức áp cố định để phân áp ha, nhưng mà ở đây nó là 0V nè. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta kiểm tra ha. Thì một là đứt hai con điện trở phân áp này làm nó không hoạt động được, còn hai là nó sẽ bị chập hư trên con ốp bam này ha. Thì bây giờ muốn biết thì phải tháo con ốp bam ra để mình xả điện cho nó nha. Đấy, anh em muốn làm gì là khi mà ngứt nguồn ra là anh em phải xả điện rồi mới bắt đầu tiến hành hàng chấm thao tác ha, nó dễ chết thêm lắm. Nên mình đo lại cái mức nguồn ha, nguồn chính còn 4V mấy nè, nguồn bên đây còn 29V mấy nữa ha. Tiếp tục còn xả, tiếp tục xả hai bên đây luôn, âm dương xả đây luôn. Rồi. Đo lại ha,
Rồi còn một con máy. Rồi này hết. Rồi. Rồi nguồn hết này, rồi bắt đầu tiến hành tháo cái con ốc bam ra ha. Tháo một bam ra thử ha nè ha anh em. Thì con điện trở trên mạch nó khó kiểm tra lắm, nó bị ảnh hưởng bởi. Còn anh em muốn tháo điện trở anh em kiểm tra thì tháo ra, nhưng mà ở đây mình muốn cho anh em thấy được là cái mức áp của nó so sánh là như vậy ấy. Thì mình tháo con ốc bam này ra ha, để cho anh em thấy được cái mức áp của nó như nào, chứ không gì hết trơn á. Rồi rồi đây gạt ha. Rồi rồi đây ghim điện lại nha. Đấy, ghim điện lại thì nó chỉ còn sáng một bóng thôi, mấy bóng so sánh rồi là nó mất hết nè. Đấy, còn sáng bóng giữa thôi ha. Rồi mình đo lại ha, chân số 8 cấp nguồn của nó nè là 13V ha. Lấy ngọt bam ra là nó sụt liền ha, khả năng con ngọt bam nó chết ha. Rồi chân số 5 là chân mát thì nó như nó sẽ không vô được, nó không nói chân số 6 này, đặc biệt chân 6. Chân 6 nó không won luôn nha anh em. Chân 6 nó không won luôn à. 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 Rồi mình coi lại nguồn phân áp ha. Cái đầu trên nó được 16 lận. Ê sao nó lấy nguồn này phân áp ngộ ha. Nhưng mà dưới này vẫn là không mà. Rồi. Đo lại chân 1, 2, 3 nha. Chân nè. Thấy không? Nó ghim rồi, ghim chính xác 2.6 nè. 2.4 nè, thấy không? Anh em thấy không? Nó so sánh rất là chuẩn nha. Và đầu ga nó luôn là 2.6 nè, 2.4 nè. Cái đầu ga thì tại mất con IC rồi, nó không có sức được, nó không sức được cái điện áp ha. Rồi. Anh em thấy không? Rồi vậy là có khả năng là con ọp bam nó không hư, mà con điện trở phân áp này nó hư nha. Mình tiến hành tháo ra ha. Kiếm cái con y gan gì mới được nha anh em. Đây là một cái cầu phân áp nha. Anh em kiếm là phải đúng chỉ số thì nó ra đúng mức điện áp của nó, chứ không có phải là một cái con điện trở hạng dòng hay là một cái điện trở cầu trì hay là làm nhiệm vụ gì hết, mà nó là con phân áp ha. Anh em mà sai một chỉ số là nó sẽ tạo ra một cái điện áp khác nha, nó so sánh không được. Xin lỗi anh em, không phải nó so sánh không được mà nó so sánh sai ha. Nó so sánh sai là lại đuối, là mặt nó hoạt động sai nha. Rồi gắn con hai bón khác vô ha. Con này cũng tháo trong máy ra chứ. Nó nhỏ quá nên anh em làm rồi nó, anh em phải cẩn thận ha, thao tác nó phải chính xác. Dùng cái máy khò thì nó ok hơn, hay cái máy khò dần chỉnh là nó vô nếp liền, nhưng mà máy khò thì đưa ra thì mấy cái tủ nè phải tháo ra hết rồi là nó lâu lâu hay mất thời gian ha. Để nó thì nó khò nó cháy cái vỏ ha, giờ nó xấu xí, giờ nó không được thẩm mỹ ha. Mò vô thêm miếng chì nữa. Rồi. Rồi cục chì to đùng nó hơi xấu nhưng mà cho nó chạy chất lượng nó bám ok là được. Ghim điện lại thử ha. Rồi chân 2.6 nè. Rồi vậy là đồng hồ nó hoạt động tốt rồi, thử cái này. Anh em thấy nó 4.3 nè, anh em thấy không? Rồi. Chết con điện trở nhỏ như thế thôi. 4.3 ha. 4.3. Rồi. Vậy thì nó ok ha, mình rút điện ra mình đóng con ọp bam lại ha. Đóng IC lại. Đó. Tại mình muốn cho anh em nhìn thấy cái mình làm trực tiếp nó như thế nào ha. Nên là video nào nó cũng dài dòng và mất thời gian hết á.
chứ còn đáng lý là mấy cái mà đóng linh kiện như này nè mình phải cắt đi nha. Và khi mà cắt đi cái một số anh em cái lại nói không biết cái lúc mà nó cắt đi á là nó làm cái gì trên đời này nữa. Rồi đóng tạm tạm vậy ha, gọi đèn thứ rồi giờ này khuya rồi nguyên điện mình thử lại nha, cái mức áp đó có thể là nó chưa chính xác khi mà chưa có linh kiện. Như đây, đây anh em thấy như anh em thấy nãy lúc mà đo đây 13 mấy nhưng mà giờ đo lại có con IC nó còn 90 mấy thôi nè, anh em thấy không, chân nguồn IC nha, chân số 5 mát là 0V nè, chân số 6 sao là khi mà đóng vào nó là 3V9 nha, nó sẽ là 3V, nó sẽ là 3V9 nha. Rồi chân số 7 sức nha. Đi. Chân cộng là 0V nè, chân trừ là 3V9 gì đó, nó sẽ cái mức thấp nha. À, đấy, mức thấp 0 mấy nè, anh em thấy không? Rồi 0 mấy thì anh em biết này, nó sức nó đều, nó điều khiển ha, nó sức nó điều khiển cho cái con MOSFET bên đây nè. Con MOSFET bên đây là con MOSFET thuận nha anh em, là cái chân G nó nằm đây nè, là phải mức thấp như thế này nè, ấy là nó mới ra điện áp nè, 14V mấy ha, 2 bên nè. Đấy, vậy là chắc chắn là ngọn cái đầu ga là nó sẽ có volt này nè. Ha. Đây cái đầu ga sẽ có volt này, đây 5V. Ha. Cái này thì làm thì lúc đầu mình quên là nguồn âm có nè. Mình quên đo cái nguồn dương có, mình quên đo cái điện áp lúc đầu cho anh em xem ha, nhưng mà chủ nhân của cái mặt này sẽ biết ha, là lúc đó là nó không có điện áp gì hết trên cái đường đó ha. Rồi thì giờ nó có ra rồi nè. Rồi. Thì bây giờ anh em muốn mình kiểm tra luôn cái phần công suất không ta? Ha. Cái phần công suất để xin phép đổi đèn lên ha. Hút cái bóng. Rồi, phần công suất chân số 1 nè. 5V1 tốt ha, chân số 6 âm 5V1 rồi. Chân số 5 là 5V1 rồi, ok. Rồi vậy là nó sẽ bị mất cái nguồn ở đây nè ha. Mất nguồn lên đây ha. Tiến hành thay con IC nha anh em. Nhiều anh em hỏi cái con IC LC2783 gì nè, con này nè. Là con này con gì anh, nó có ghi số khác không mà em tra nó ship nó không thấy. Thì thật sự mình tra cũng không thấy luôn ha. Nhưng mà nó có số hay không là cái chuyện đó của nó, mình cũng không rảnh mà mình tìm hiểu nó là con gì. Ha. Quan trọng là nó có bán linh kiện thôi. Trừ khi nào anh em sạch cái tên này lên đó, mà nó không có bán linh kiện để cho anh em thay á, thì buộc lòng anh em tìm tên của IC gốc ha. Là mình phải tìm tên IC gốc để mình sửa chữa nó ha. Còn bây giờ có rồi thì mắc mớ gì, kệ nó, không quan tâm ha. Có thì mình thay là được. Giờ mình ghim điện cấp nguồn cho nó ha. Ê, con này nổ luôn anh em. Nổ luôn ha, khả năng là con IC em sức chết rồi ha, nó chập ra cho nên là nó cháy luôn cái phần đó ha. Nãy mình quên anh em ha, thường thường cái con này chết là chỉ là con IC công sức chết thôi ha. Nhưng mà mãi lo làm video cho anh em ha, mình không để ý ha, mình đưa vô mình thay con IC khác là lập tức nó nổ bốc khói liền. Nổ cái chân điện trở đó ha. Rồi coi như xong. Thử nè, tiến hành tháo con IC ra, tháo con IC công suất ra nha.
Không, nãy con này thì như mình nhớ là con 471 là con 470 ôm á, mình không có, mình thay là thành 681 ha. Cũng được. Để mình đo. Mình đây mình đo thử cái điện áp ga của nó thử xem ha. Đo chân 10 so với chân 12 thử ha, 10 nè. 9 10 1 12 đây này. Rồi ra đúng 12V ha, có 12V nè. Có 12V ha, giờ thay lại là nó chuẩn rồi đó anh em ha. Rồi thì bây giờ xả điện cho nó một cái ha, rồi mình thay lại con xem sức. Rồi anh em thấy là thì mình tháo cái cặp MOSFET công suất với xem sức ra ra rồi ha, đo thì có điện áp như chuẩn ha, 12 ha. Cho ớt mở hàng vô nha anh em. Nấu con cái mất 45.000 nha anh em. Đây anh em nói nhiều khi sửa điện tử rồi nó lời ăn cao rồi các kiểu ha, nhưng mà thật sự nếu mà anh em không phải trong trong nghề, anh em không biết giá được con IC nó mắc cỡ nào. IC 2092 này hay nó bán có chỗ bán 30-40 ngàn cũng có ha, chứ không phải là không có. Mà mua về mình sợ cái chế độ nó hên xui ấy, nhưng mà mình mua con 60 ngàn mà mình không biết là cái con 60 đó với con 40 đó là nó khác nhau ở cái gì mình cũng không biết luôn ha. Mình cũng sợ là nó lấy cái con 40 ngàn nó bán cho mình 60 ngàn ha. Nhưng mà bây giờ mình lỡ là bây giờ mình mua ở chỗ đó là mình đóng vô con nào nó cũng chạy hết á, 10 con là chạy hết cả 10 ha, không lệch con nào hết á, cho nên là mình bắt buộc mình phải mua mua đó luôn. Chứ thật sự mà bây giờ mà thay đổi linh kiện á thì cũng khó ha. Bây giờ mà ví dụ như mua chỗ khác mà nó không chạy á, bây giờ nó phá một cặp phết là 60 mấy 70 ngàn này ha. Anh em nào lên Shopee sạp thử con ghim trong đây là con 4620 nè, nhưng mà này chắc chủ nhân độ lại 4227 thì phải ha. Thế anh em sạch thử giá hai con đó ha. Con 4227 nó còn dễ mua hơn là 4620 nữa ha. Ở đây không biết tại sao nó cái IC công suất nó bị tèo, nhưng mà hai con MOSFET này nó chưa có chết ha. Thôi mình liều đóng vô đại luôn, chứ đáng lý là mình phải thay luôn cả MOSFET mới nha. Nhưng mà ở đây mình đo mình thấy nó chưa có chết thì thôi, mình tiết kiệm được thì cũng có tánh tiết kiệm này ha. Nếu mà nó chạy ok thì không nói gì, nó mà không chạy ok đưa vô mà nó nổ cái con IC công suất với mà cái con nguồn trên kia nữa là mất mất trăm mấy chục ngàn nữa anh em ha. Bởi vì nhiều cái nó cũng khổ, nhưng mà mình đo thấy nó không chết thì mình gắn lại thôi, chứ biết sao giờ. Mình có trường hợp đo thấy không chết mà gắn vô chết, chết nó phá luôn con IC công suất. Mà ở cái mặt đời cũ thì đỡ, cái hạ áp nguồn đó nó chạy con D669, con này nó chạy con IC sức sung như khổ vậy đó. Thôi để tôi tèm lem luôn đi, nãy giờ mất thời gian dữ rồi. Đè mà vệ sinh cái nữa thôi, chúng ta tới đời nào để xuống đây luôn đi cho dễ ha. Giờ ngồi đè vệ sinh không biết là tới đời mù mít luôn.
không chạy luôn, y chưa nhắc tắt vô bậy. Bật tắt lên ha. Rồi chạy ok nha anh em, chạy nè. Nhưng mà bóng đèn súng chớp 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 nè anh em thấy không, khả năng là chưa chạy ổn định nha, khả năng là do cặp phết, phải chắc phải thay lại cặp phết. Ok, kiểm tra lại mấy cái kia nữa. Rồi video này kết thúc nha anh em, khá dài, chào anh em.